Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị tàn rinh thiên nhiên nhà mình nha. Đây, cây vàng tàn rất là già luôn nha mình. Đây là một cốt nha. Đây, vàng tây xương rất là già luôn. Tàn đều nha. Cây này có mã số là 241. Có cái hình là 28 nha. Cao đến đầu thân chính là 40. Và chiều dài của tàn là 90 nha. Cây đang nằm bầu đất rinh là 35 nhà mình. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, là 1,4 triệu bao ship không chậu nha. Cẩm thị tàn rinh. Cái này thiên nhiên tự tạo, em nó thành phẩm rồi, về nhà mình lên cái chậu khác chăm nó nữa là ok thôi. Cái xương rất là già luôn nha mình. Già cây nha. Nhà mình xem tham khảo nha. Được gì ngân ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Còn cây xương và già. Tôi mã số 241. Giao lưu nhanh với nhà mình là 1,4 triệu bao ship không chậu nha. Đây là một cốt nha mình. Già cây nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị tàn rinh thiên nhiên nhà mình nha. Cây này cụm rừng nha mình, cụm liền cốt nha, bầu đất rinh. Cây sống khỏe xanh tươi tốt nha. Cái này có mã số là 242. Có tổng số đo hòn gốc là 90 nha mình nha. Cây cao là 60. Cây có cái tán ngang là 100 nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, là 1,5 triệu bao ship không chậu nha. Cẩm thị, cụm rừng nha. Cây quá khỏe rồi. Vàng tây bay nè. Rất là già nha, cây quá khỏe rồi. Cây liền cốt bầu đất rinh nhà mình yên tâm. Cái này về nhà mình lên cái chậu khác cho nó nữa là ok thôi. Nhà mình xem tham khảo nha. Được duyên ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Cẩm thị. Rồi mã số 242. Giao lưu nhanh với nhà mình là 1,5 triệu bao ship không chậu nhà mình nha. Cẩm thị. Cụm liền cốt nha. Vàng tây xương rất là già nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị form thiên nhiên mới về nhà mình nha. Cái này form rất chi là ok luôn, quá nha. Cái này mặt lũa thép nha mình, lũa thép nha. Cái đâm lọc non nha mình, rất chi là khỏe luôn nha. Cái này là hàng săn phôi, hàng lắp đó nha mình. Đất lắp mình tới đây, môi lần lần xuống được một cái phôi đẹp quá như thế này nha. Cẩm thị, tên gọi khác là kim cương đen nha mình. Cây quá là ok luôn. Cây này có mã số là 243 nha. Có tổng số đo hoành gốc là 155. Cây cao tới cái đầu này là 50 nha. Và chiều ngang, chiều ngang là 113 nha mình. Cây đang nằm bầu đất trên là 55. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 4 triệu bao ship nhà mình nha. Cẩm thị, tên gọi khác là kim cương đen. Cây rất chỉ là quái luôn. Rất là già luôn, mặt lũ. Cây bầu ớt lên nha mình. Nhà mình xem tham khảo nha. Được duyên ân ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Cẩm thị, tên gọi khác là kim cương đen. Cây này phôi mới về mà lọc lỗ đâm rất chi là mạnh luôn, quá khỏe nha mình. Rồi mã số 243, giao lưu nhanh với nhà mình là 4 triệu bao ship cho mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này một cốt cho mình nha, một cốt rất là già luôn, lọc chi đi rất chi là khỏe luôn nha mình. Này có cái cò này, rất là già luôn nha. Cây này có mã số là 244, có cái hoành gốc là 70, cao là 63 tới đầu thân chính nha. Cây đang nằm bầu nuôi là 45. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, là 1,4 triệu bao ship nhà mình nha. Cẩm thị, tên gọi khác là kim cương đen. Cây này một cốt cho mình. Này, ngay đây hốc lũa nha, đây lũa nè. Cây rất là già luôn nha mình, rất là già luôn nha.
Cái này nó giao lưu với nhà mình thì nhà vườn sẽ thốn lại mấy cái chi này nha. Thốn lại cho nó gọn gọn. Nó để dài vận chuyển rồi nó mất sức với lại nó gãy rồi nè. Cẩm thị kim cương đen. Nhà mình xem tham khảo nha, được chuyên ăn ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Cẩm thị, cái này một cốt nhưng mà rất là già luôn nha. Rồi mã số 244. Giao lưu nhanh với nhà mình là 1,4 triệu bao ship nhà mình nha. Cho một cây cẩm thị. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây sống khỏe xanh tươi tốt nha mình nha. Đây, cây rất là khỏe luôn. Rất già nha. Cái này lũ thép đó nha mình. Lũ thép âm thân nha. Cây này có mã số là 245, có số đo tổng hoành gốc là 105. Cây cao là 35 tới đầu thân chính nha. Cây đang nằm à, cái bầu nuôi là 40. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn là 1,2 triệu bao ship cho mình nha. Cẩm thị. Đây. Lộc chi đi, rất chi là khỏe luôn nha mình. Xanh tươi luôn, cây rất là già luôn nha mình nha. Nhà mình xem tham khảo nha. Được duyên ưng ý cái nào thì quý vị hãy bóc nhà vườn ủng hộ luôn. Chi cạnh đi rất chi là khỏe luôn nha mình. Cái là liền cốt rồi mình nha. Rồi mã số 245. Giao lưu nhanh với nhà mình là 1,2 triệu bao ship cho mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cái này một cốt cho mình nha. Cây sống khỏe xanh tươi tốt luôn. Đây một cốt nha. Đây rất là già. Cái này có mã số là 246. Có cái hình gốc là 93. Cao là 76 tới cái đầu thân chính nha. Cây đang nằm cái bầu là 45. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. Là 1,4 triệu bao ship nha mình nha. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen. Cái này về nhà mình lên cái chậu nó vô dây định hình nữa ok nha. Đây, chi cành đi rất kỳ là khỏe luôn. Cây một cốt rất là già nhà mình. Mình xem tham khảo nha. Được duyên ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Đây, một cốt liền điều luôn nha mình. Rất là già cây. Chi đồ đi này. Quá khỏe luôn. Rồi mã số 246. Giao lưu nhanh với nhà mình là 1,4 triệu bao ship nhà mình nha. Cho một cây cẩm thị kim cương đen. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên nha. Cây này một cốt cho mình. Cái này lũ thép nha. Tay cành rất kỳ là khỏe luôn. Cái này có mã số là 247. Có cái hoành gốc là 66, cao là 33. 33 tới đầu thân chính nha. Cây đang nằm bầu đất là 30. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 600k bao ship nhà mình nha. Cẩm thị, tên gọi khác là kim cương đen. Cây này rất kia là duyên nha. Và già cây luôn. Cái này về mình lên cái chậu giống nó vô dây định hình nữa là ok. Tay cành bất kỳ là sung luôn. Nhà mình xem tham khảo nha. Cái này một cốt cho mình. Bầu đất riêng. Đây, quá khỏe rồi. Rồi mã số 247. Giao lưu nhanh với nhà mình là 600k bao ship nhà mình. Mình xem tham khảo nha. Ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây sống khỏe xanh tươi tốt nha mình nha. Này. Cây lộc chi cành này, quá khỏe luôn nha mình. Cây này một cốt nha mình nha, một cốt rất là già luôn. Này. Vàng da rất là lão luôn. Cây này có mã số là 248, có cái hòn gốc là 82 nha. Cây cao là 66 tới đầu thân chính nha. Cây đang nằm một cái bầu đất là 45.
Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. Là 1 triệu 9 bao ship nhà mình nha. Cẩm thị. Tên gọi khác là kim cương đen. Cây một cốt rất là già luôn nha mình. Này, dàn da này, rất là lão luôn. Cây chì cành này quá khỏe luôn. Cây này về mình lên cái chậu về dây định hình nữa là ok luôn nha. Một cốt nha mình. Rất là già cây luôn. Nhà mình xem tham khảo nha. Được duyên ưng ý cái nào thì ủng hộ nhà vườn luôn. Cẩm thị kim cương đen. Chỉ cần quá khỏe luôn. Rồi mã số 248. Giao lưu nhanh với nhà mình là 1 triệu 9 bao ship nha mình nha. Cẩm thị kim cương đen. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này một cốt cho mình, cây rất là già luôn nha. Đây, dàn da này, rất là lão luôn, bộ rất rinh. Già lên móc luôn, quá khỏe luôn. Cây này có mã số là 249, có cái hoành gốc là 65, cao là 74 tới cái đầu thân chính nha mình. Cao tới cái đầu thân chính đây nha. Cây đang nằm bộ đất là 45. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. Là 1 triệu 7 bao ship nha. Cẩm thị. Tên gọi khác là kim cương đen. Cây một cốt liền luôn nha mình. Chi cành này quá khỏe luôn. Cây này về mình lên cái chậu nữa. Vô dây định hình nữa là ok nha. Cây này mà, nếu mà được duyên thì giao lưu với nhà mình thì nhà vườn sẽ thốn hạ hết mấy cái chi này bớt nha. Còn tầm khoảng 2-30. Cho nó gọn, nó khỏe cây nữa trong quá trình vận chuyển luôn. Kim cương đen nha mình nha. Đây, một cốt rất là già luôn. Nhà mình xem tham khảo nha. Được duyên ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Đây cành quá khỏe luôn. Rồi mã số 249. Giao lưu nhanh với nhà mình là 1 triệu 7 bao ship nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị kim cương đen. Cây này form lùng lực nha mình nha. Đây, liền cốt luôn. Cây sống khỏe, xanh tươi tốt nha mình. Chỉ cần này, quá khỏe luôn. Cây này có mã số là 250. Có số đo tổng hoành gốc là 127. Cao là 48. Cây đang nằm cái bầu là 70 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. Là 1 triệu rưỡi bao ship nha mình nha. Đây, cẩm thị. Cây liền cốt nha mình. Cây rất là già luôn nha. Rất chi là già cây luôn. Chỉ cần quá khỏe luôn nha mình. Nhà mình xem tham khảo nha. Được duyên ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Này, lọc non này, xanh tươi rất là chi là mát mát luôn nha mình. Cây quá già luôn. Lũ thép nè. Này, liền cốt hết nha mình. Liền cốt nha. Rồi mã số 250. Giao lưu nhanh với nhà mình là 1 triệu rưỡi bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.